Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Anadop nhận được 1.000 đồng token TSWK ở Chum Swap. Thì một số thông tin về đồng token này, số số tổng cung phát hành, Chum Swap nhé. Tổng cung phát hành của nó là 2 tỷ, đã có 22.475 tài khoản holder, đã phát sinh 24.644 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimanadop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn sẽ check con chắc, bước 2 truy cập vào link app để nhận token nhé. Rồi các bạn có nút nhấp và sử dụng nút copy contract nhanh ở đây, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc các bạn hoặc ví chút đô của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token là vào ví giúp mình, ký hiệu TSWK số thập phân 18 nhé. Các bạn nhấp add token và import token. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimanadop.net, tìm tới bước 2, nhấp link rút gọn này để nhận token nhé. Rồi giao diện nó ra như thế này. Thì ở đây các bạn có thể nhấp vào phần này, Claimanadop. Đây nó chạy xuống phần bên dưới này, các bạn nhấp vào đây, Claim 1.000 TVS nha, chuông xuống góc nhé. Rồi đó, thì bảng phía ra các bạn nhấp xác nhận nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 1.000 đồng token là TSWK nhé. Zoom to web, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, Exchange, hay Metalum và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, video xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.